khai cho cơ bản không? Tôi mới khai không? Ủa, mã. Dạ. 1508 1990. Hả? 1508 1990. Đó, không nhau cũng quá vậy. 1590 kìa. Dạ. Sinh nhật chưa? Sinh nhật mà ốc mà cái tao cũng không nhớ nữa. Chán thiệt chứ. Chán thiệt. Mẹ ốc con đỏ mật khẩu liên tục. Nào nhớ đâu. Mật khẩu ai phải sinh nào giờ vậy mà. Thôi chị hai hôn 6161. 6161 là ở trong nhà cổng. Dạ dạ. Cái đơn của cái gì thị tiên, cái gì tiên đó. Con lấy thì con đếm đủ 10 bộ rồi giao cho chú. Lấy rồi có thị tiên đúng không? Cái gì tiên đó đúng không? 10 bộ. Con đếm có phải 10 bộ không? Thank you.
chị ơi. Em mọi người đợi em xíu nha, mọi người giúp em chia sẻ bài được không mọi người ơi? Để mấy cái áo nè, nó vô đây giúp mẹ với nha. Dạ em cảm ơn chị nha, em cảm ơn chị. Tôi để đây thì được rồi. Bạn già ơi, nhìn cái like của tôi có sáng không bạn già? Bị ẩn comment có chừng luôn, cho nên giờ em like lại mấy cái đồ hồi trưa em like nha mọi người. Ai ở trong like á, chấm giùm em một chấm nha mấy chị. Mấy chị có nghe em nói rõ không? Nghe rõ thì comment rõ giúp em đi mấy chị ơi. Nghe rõ rõ thì comment rõ giúp em với. Hello chị Sương. Mấy bữa nay em like hôm qua nay mà không thấy chị vô xem. Ôi giờ con thắc bính cho mẹ sao mà con bự con nhỏ kỳ vậy? Giúp em với. Chị hả, nay chị làm gì ở đâu? Còn ở trên Bình Dương không? Còn ở trên Bình Dương không chị? Đồ này thì em còn có 3 bộ thôi nha mấy chị. Đồ này em còn có 3 bộ thôi. Đồ này em còn có 3 bộ thôi, một bộ 80 nha, một bộ 80 giùm em nha. Ai lấy bộ này thì chốt bộ vàng giúp em nha, bộ vàng. Bộ vàng, bộ đồng với bộ bi giùm em nha. Ai lấy 3 bộ thì em để 200 cho, ai lấy 3 bộ này thì em để 200, phơm này là từ 40 tới 58 kg nha. 40 tới 58 kg giùm em, ai lấy 3 bộ thì em để 200, còn một bộ là 80 giùm em nha. Một bộ là 80, ai lấy 3 bộ thì em để cho mình một em để cho mình 200 nha. Nè chị ơi, như chị Chính thôi, em còn mấy bộ này nè, em còn có 3, em còn có 3 bộ thôi. À, 3 bộ mà 2 màu. Đó. Lấy bộ này thì chốt gấu vàng giùm em nha. Cái giải này là giải sao tim mà dạng cánh tay cánh dơi á chị. Cỡ 50kg tới 65kg vừa giúp em nha. 50kg tới 65kg vừa giúp em. Ai lấy bộ này thì chốt bộ vàng giùm em nha. Mấy chị có nghe em nói rõ không mấy chị?
cam sáng hình như em thấy nó hơi tối hay sao hả mọi người ha? Chị Sườn thấy cam tay anh sáng nó có tối không, con bắt sáng cái màn hình lên. Rồi ai lấy bộ này chốt bộ vàng giùm em nè. Ai lấy bộ vàng chốt bộ vàng, ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh giùm em nha. Chốt bộ xanh giùm em. Ai lấy hai bộ thì em để cho mình 150 nha. Ai lấy hai bộ thì em để cho mình 150. Ai lấy hai bộ thì em để 150 nha. Tại vì cái này là hàng giả satin nha mấy chị. Cái này là hàng giả satin giùm em ha. Comment đó không mấy chị ơi, mấy chị ở trong live chấm chấm bài với lại comment đã chia sẻ giúp em đi, comment đã chia sẻ để em xem nó có bị ẩn comment không á, tại vì hồi trưa này em live nó có bị ẩn comment không, mấy chục người xem luôn nhưng mà vẫn không đọc được á, không đọc được comment luôn, tắt like khi mà mình em tắt like rồi mới đọc được comment à. Ồ Ngọc ơi, cái hôm bữa hổm tôi kêu chị hai tôi giao giùm cho bà rồi nhưng mà đem về nhà mẹ tôi mới thấy dễ thương quá, bà lấy và cột tóc cho con tôi luôn rồi để tôi hello Duyên Trần nha, để tôi giao lại cho bà cái khác nha. Mọi người ơi, ai ở trong live thì comment giúp em nha mọi người. Chấm chấm bài giùm em để xem nó có bị ẩn tương tác giống hồi trưa không á, tại vì hồi trưa em live nó có bị ẩn tương tác á mọi người. Nó bị ẩn comment, em không đọc được comment gì hết trơn luôn. Hồi trưa em cũng đã có sale bộ rồi. Áo thun này là em để cho mình 4 áo 100 nha, nhưng mà phải chia sẻ trên trang cá nhân giúp em nha. Ok bà, cảm ơn bà nha. 4 áo 100 giúp em nha, chia sẻ giùm em hai lượt trên trang cá nhân với lại trên hội nhóm giúp em ha. Nếu như mà không có chia sẻ thì em không có bán cho mình được cái giá đó nha mọi người. Tại vì hàng này hàng shop cho nên em không có để cho anh, tại vì em sale để em lấy tương tác á. Chia sẻ giùm em đi mấy chị, chia sẻ lên hội kênh lên trang cá nhân hai lần với lại trên hội nhóm giúp em nha, là em để cho mình bốn cái trăm giùm em ha. Nhiều lắm mọi người cứ lựa từ từ ha. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nè, chốt áo xanh giùm em nha. Áo xanh này 58 kg quay đầu nha mọi người, không nhưng mà đẹp mặt đẹp thì chắc là 55 kg thôi mấy chị. 55 kg quay đầu giùm em nha, chốt mã xanh. Ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nha, mã xanh, chốt mã xanh giùm em nha, chốt mã xanh giúp em. 4 cái trăm nha mấy chị, giải bao đẹp luôn nha mấy chị gái ơi, giải em là bao đẹp nha. Chia sẻ giùm em đi mấy chị, chia sẻ giùm em nha. Ai đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ đi, em tặng khẩu trang cho mình trước ha, em tặng khẩu trang cho mình trước nha. Ai đã chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ đi, em tặng khẩu trang cho mình nha mấy chị. Dạ đúng rồi, em bị tai nạn xe cho nên là em mới khỏi, cho nên là em mới lên live được á. Cái em tính em định bán lại thì hôm đầu năm á, nhưng mà em bị tai nạn xe em mới nghỉ luôn tới giờ. Ai đã chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ giúp em đi mấy chị, đã chia sẻ tặng khẩu trang giùm em đi mấy chị ơi. Có ai muốn nhận khẩu trang không mấy chị? Tại vì like của em lúc nào cũng tặng khẩu trang cho nên hình như khách của em ai cũng có khẩu trang hết trơn. Nhưng mà bây giờ ra đường dịch mà ai cũng cần có khẩu trang hết, cho nên mọi người cứ nhận giúp em hả, của ít lòng nhiều. Rồi ai lấy con này chốt mã xanh giùm em nha, 4 cái trăm nha mọi người, 4 cái trăm giùm em chốt mã xanh. Ai lấy mã xanh chốt mã xanh giùm em nha.
Ai lấy mã xanh chốt mã xanh giùm em. Ai lấy mã xanh chốt mã xanh giùm em ha. Rồi ai lấy con này chốt mã bò sữa giúp em nha. Bò sữa ở phía sau nó trống lưng nha mọi người. Trống lưng cột dây giúp em ha. Đây ở phía sau nó như vậy nha mọi người. Đó. Cột dây là ở phía sau giúp em ha. Rồi ai lấy con này chốt mã bò sữa giùm em nha. Bò sữa. Bò sữa 60kg quay đầu nha. Bò sữa 60kg quay đầu giùm em. 4 cái 100. 4 cái 100. Mọi người chia sẻ giùm em lên lượt lên trang cá nhân với lại hội nhóm giúp em nha mấy chị. 4 cái 100 giùm em nha. Mấy cái áo này thì nam nữ đều vẫn được cho mọi người. Bé trai và cho trai gái vẫn được nha. Rồi ai lấy con này chốt mã vịt giùm em nha. Chốt mã vịt tay là tay dài giúp em nha. Thun là thun xịn nha mấy chị ơi. Thun là thun xịn giúp em nha. Hello chị Mừng. Hello chị Mừng, lâu quá rồi mới gặp chị ha. Lâu quá em mới bán lại. Rồi ai lấy con này chốt mã vịt giùm em nè. Mã vịt. Cái này là trai gái vẫn được nha mấy chị. Chốt mã vịt giùm em 4 cái 100 nha. 4 cái 100. 60kg quay đầu nha mọi người. 60kg quay đầu. Ai lấy con, ai lấy cái mã nào thì comment mã đó giùm em ha. Chia sẻ trên trang cá nhân giùm em mới bán cho mình giá đó nha mấy chị. Còn ai không có chia sẻ là em để cho mình 35.000 cái nha. 35.000 cái giùm em ha. Ở shop này em đang bán 50 nha mấy chị. Ở shop này em bán 50 cho nên là mấy chị mà hả mà ở gần thì lại shop mua thì em vẫn để giá 50 nha, chứ em không có để giá bằng trên live được cho nên mấy chị thông cảm nha. Rồi ai lấy con này chốt gấu nâu giùm em nè. Gấu nâu 60kg quay đầu. Gấu nâu. Gấu nâu 60kg quay đầu giúp em nha. 4 cái 100. 4 cái 100 giùm em nha. Hôm nay chị có nói chuyện với chị Trân Châu không chị Mừng? Rồi áo cam giùm em nè. Áo cam là giống áo bò sữa nha mấy chị. Mẫu áo cam là giống mẫu áo bò sữa giúp em hả. Áo cam ai lấy cam chốt mã cam giùm em nha. Chốt mã cam 5-8-60kg mình bận vừa luôn nha mấy chị. 5-8-60kg mình bận vừa luôn nha. Ai lấy mã cam chốt mã cam giùm em nha. Ai lấy mã cam chốt mã cam giùm em luôn. Hàng này là hàng mới nha mấy chị. Hàng này là hàng em mới nhập về luôn á. Rồi mã đen. Mã đen giống mã cam luôn nha mấy chị. 4 cái 100. Mã đen giống mã cam luôn nha. Rồi ai lấy đen chốt mã đen giùm em nè. Ai lấy mã đen chốt mã đen giùm em. Ai lấy mã đen chốt mã đen giùm em. 60kg quay đầu nha. 40-60kg giùm em hả. Mã trắng này em nghĩ chắc giống vậy luôn đó. Tại vì em cũng mới nhập về, em cũng chưa có mở ra xem đó mấy chị. Rồi đen trắng cam với bò sữa nha. Cái mẫu này có đen trắng cam với bò sữa giùm em ha. Đen trắng cam với bò sữa. Ai lấy màu nào thì chốt màu đó giùm em nha. Ai lấy màu nào thì chốt màu đó giùm em. Rồi mã cô gái giùm em ha. Ủa cái này là cái gì ta? À mã cô gái nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này chốt mã loan, chốt mã loan giúp em đi. Chốt mã loan. Loan cô gái. Cái này là cái áo có cái áo ống ở phía trong nha mấy chị. Cái này là nó có áo ống ở phía trong nha. Có áo ống ở phía trong giúp em ha. Rồi ai lấy chốt mã loan giùm em nha. Ai lấy chốt mã loan giùm em. Mấy chị ơi, chấm bài giùm em nha. Chấm bài lên giùm em với. Ai lấy thì chốt mã loan cô gái giùm em nha. Ai đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ giùm em nha mấy chị, để không bị ẩn comment đó. Mọi người không có tương tác với em là bị ẩn comment nha mấy chị. Rồi ai lấy mẫu này chốt mã mèo giùm em nè. Trai gái vẫn được nha. Ai lấy chốt mã mèo giùm em. Chốt mã mèo giùm em ha. Trai gái vẫn được. 4 cái 100 giùm em nha mấy chị. 4 cái 100. 4 cái 100 giùm em ha. Rồi mẫu này để cho comment mã số 23 giùm em nha. Comment mã số 23 giúp em. Tay dài giùm em nha mấy chị. Tay dài giùm em mã số 23. Mã số 23 giùm em. Cái này nó dạng áo phông nha mấy chị. Cái này dạng áo phông giùm em. Áo em đang like là đang là dạng áo phông ha. Đó rồi ai lấy con này thì chốt mã. Chốt mã 23 giùm em đi. Chốt mã 23 ha. Chốt mã 23 giúp em. Chốt mã 23. Rồi mã cô gái giùm em đi. Ai lấy con này chốt mã cô gái giùm em. Lớp tóc mà. Lớp tóc phong, phong lớp tóc nha mấy chị.
phong lớp tết giùm em. Rồi ai lấy con này chốt mã. Chốt mã cô gái giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã cô gái giúp em. Ai lấy con này chốt mã cô gái giùm em nha. Mấy chị ơi, mấy chị muốn xem cái gì comment giúp em đi. Cái này là bò sữa. Rồi ai lấy bộ chốt bộ bi giùm em nè. Ai lấy bi chốt bi giùm em nha. Bi này em để cho mình 40 nha. Bi này là hàng si nha mấy chị. Bi này là hàng si giúp em ha. Bi này là hàng si em để cho mình 40 nha. Ai lấy chốt bi 40 giùm em. Ai lấy chốt bi 40 giùm em. 50kg quay đầu nha. 40-50kg. Ai lấy bi chốt bi giùm em nha. Bi 40. Ai lấy bi chốt mã bi 40 giùm em ha. Ai lấy mã bi chốt bi 40. Rồi chốt mã trắng gu xì giùm em nè. Chốt trắng gu xì. Chốt trắng gu xì giúp em nha. Trắng gu xì. Gu xì này hình như em có mấy màu luôn mấy chị. Gu xì này hình như em có mấy màu luôn. Rồi ai lấy con này chốt mà chốt 23 xanh giùm em nha. Mã 23 xanh giùm em ha. Mã 23 xanh giúp em. Ai lấy con này chốt mã 23 xanh giùm em. Dạ chị, lâu quá em mới gặp chị luôn á. Chào chốt trắng này chào. Bên con không hiện hả? Chốt trắng. Hả? Bên con không có hiện hả? Chốt trắng cho chị Ngọc. Ngọc Như. Rồi ai lấy con này chốt mã gấu giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã gấu giùm em. Gấu. Ai lấy gấu chốt gấu giùm em nha. Mấy chị ơi, nó bị ảnh tương tác cho nên mọi người chưa chấm bài lên giùm em ha. Mọi người chấm bài lên giúp em nhé. Gấu xanh giùm em nè. Ai lấy con này chốt gấu xanh nha. Gấu xanh 4 cái 100 nha mấy chị. 4 cái 100 giùm em ha. 4 cái 100 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy con này chốt lớp tóp loan nha mấy chị. Lớp tóp loan giùm em nè. Lớp tóp loan giùm em. Rồi ai lấy cái nào thì chốt của đó giùm em nha. Loan này chốt cho chị Như Ngọc giùm em luôn nè. Chị bốc luôn. Mọi người muốn xem gì comment giúp em hả? Mọi người muốn xem gì thì comment giùm em nha. Rồi áo chữ giùm em nè. Cái này nam, cái mẫu này nam nữ bận được nha mấy chị. Cái hoa văn này nam nữ bận được giùm em nha. Em mới mua về em chưa vui ra luôn á. Rồi ai lấy con này chốt mã chữ giùm em nha. Chữ này nam nữ bận được nha mấy chị gái. Nam nữ bận được giùm em. Chốt mã chữ giùm em. Chốt mã chữ giùm em nha. 40-60kg bận vừa nha. 40-60kg bận vừa. Ai lấy chốt mã chữ nha. 4 cái 100 nha mấy chị. 4 cái 100 giùm em ha. 4 cái 100. Dạ em cảm ơn chị. Chị chốt thêm đi rồi ngày mai em đi đơn luôn nha chị gái. Chị chốt thêm đi rồi ngày mai em đi đơn luôn. Lớp tóp bò sữa nha mấy chị. Bò sữa lớp tóp giùm em nè. Bò sữa dạng phong lớp tóp ha. Rồi ai lấy chốt bò sữa giùm em. Ai lấy chốt bò sữa giúp em nha. Ai lấy chốt bò sữa giùm em. Dạ. Rồi ai lấy sọc chốt mã sọc giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã sọc giùm em. Rồi ai lấy con này chốt mã sọc giùm em nha. Sọc vàng. Ai lấy con này chốt sọc vàng giùm em ha. Chốt sọc vàng 4 cái 100 nha mấy chị. 4 cái 100 giùm em nha. 4 cái 100. Cái hoa văn này em có 4 màu nha mấy chị. Cái áo này em có hoa văn. Hoa văn này em có 4 màu. Màu hồng vàng đen trắng. Hồng vàng đen trắng giùm em nha. Dạng áo phông cái dải rất là đẹp nha mấy chị. Hello Thanh Ngân nha, hello Vinh. Rồi ai lấy con này thì chốt chốt mã trắng giùm em nè. Chốt LV mã trắng. LV giùm em nha, LV trắng. LV trắng giùm em nha. Rồi em có 4 màu nha. Màu đen, màu vàng với lại màu hồng nha mấy chị. Đen trắng vàng hồng giúp em ha. Đen trắng vàng hồng giúp em. Lấy màu nào thì chốt màu đó giùm em nha. Cái vải rất là dày nha mấy chị. Hàng này là hàng nhiêu giúp em. Em đang xả 4 cái 100 ha.
em đang xả 4 cái 100 giùm nè. Đó rồi, ai lấy thì cái mã nào thì chốt mã đó giùm em nha. À, có cái này nha, cái mẫu ghế này dễ thương lắm nè Ngọc ơi. Mã cô gái giùm em nha, mã cô gái tay dài ha. Mã cô gái tay dài giúp em nha. Ai lấy mã cô gái chốt mã cô gái giùm em nha. Chốt mã cô gái. Cô gái này em có màu xanh. Em có màu xanh với màu trắng nha, trắng đen. Trắng đen với hồng. Trắng trắng đen, xanh trắng với lại hồng nè. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đó giùm em nha. Ai lấy màu nào chốt màu đó giùm em ha. 4 cái 100. Bộ sập này là 60kg vận vừa nha mấy chị. 60kg vận vừa. Ai lấy chốt sập hồng. Sập hồng 80 giùm em nha. Sập hồng 80 giùm em ha. Ai lấy sập hồng chốt sập hồng giùm em. Cái mấy cái bộ này em xem cho mình 5 bộ 59 nha mấy chị. Mấy bộ này em xem cho mình 5 bộ 59 nha. 5 bộ 59k giùm em ha. Rồi ai lấy bộ này chốt bộ đen giùm em nè. Ai lấy bộ này chốt bộ đen giùm em nha. Bộ đen 58kg quay đầu nha mọi người. 58kg quay đầu, quần là có túi, quần là quần có túi giùm em nha. Rồi ai lấy thì chốt bộ đen giùm em nha. Chốt bộ đen. Bộ đen giùm em nha, ca tê lộ nha mọi người. Rồi ai lấy chốt bộ đen giùm em nha. 5 bộ 59, 1 bộ 35 nha. 1 bộ 35 giùm em. 1 bộ 35 giùm em ha. 5 bộ thì em để cho mình giá 59 nha. Có bị ẩn comment không ta? Sao em không thấy comment của ai hết mọi người ơi? Hả? Con không thấy luôn hả? Ngọc ơi, ra bà comment thử lên xem thử coi nó có bị ẩn comment không vậy bà Ngọc. Bạn ơi, bạn comment lên thử coi bạn ơi. Nhưng mà mẹ không đọc được comment. Mẹ không đọc được comment thì mình like đồ nào cũng vậy nhờ. Mấy chị chấm chấm bài lên giùm em với. Mọi người chấm chấm bài, chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Em không biết sao mà nó hồi trưa và em nay nó có bị ẩn comment không mà mọi người ơi.
Bị ổn rồi. Ờ đúng rồi á. Mình mới đi xem lại. Mới đi xem lại không biết nó có làm nó có được không nữa. Mọi người đợi em xíu nha. Em đi coi lại cho nó bị cái gì. Đồng giá 50 nha mấy chị, khoác em để đồng giá cho mình 50 ha. Khoác em để đồng giá cho mình 50 nha. Ai lấy con này chốt mã trắng giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã trắng giùm em. Ai lấy con này chốt mã trắng giùm em nha. Khoác này mình đi biển được nha mấy chị. Rồi ai lấy khoác chốt khoác giùm em nè, khoác trắng này cho em 55 kg ngoài đầu nha. Khoác trắng cho em 55 kg ngoài đầu. Ai lấy khoác trắng chốt khoác trắng giùm em. Khoác trắng. Khoác này thì nhỏ nha mấy chị, khoác này xe ớt thôi, 45kg quay đầu giùm em nha, 45kg quay đầu. Rồi ai lấy con khoác này chốt mã số 1 giùm em nha. 35-45kg nha mấy chị, 35-45kg giùm em. Rồi ai lấy con này thì chốt khoác trao khoác cho khoác mã số 1 đi, khoác mã số 1 giùm em nha, khoác mã số 1. Rồi con này khoác nhung nha, ai lấy con này chốt mã khoác nhung giùm em nè. Khoác nhung, ai lấy khoác nhung chốt khoác nhung giùm em ha. Khoác nhung này cũng xây ớt giùm em luôn nha. Khoác nhung. Khoác nhung giùm em ha. Ai lấy khoác nhung chốt khoác nhung giùm em. Sao quá em không đọc được comment. Rồi ai lấy khoác nhung chốt khoác nhung giùm em ha. Em hello chị Mai. Hello chị Mai nha. Rồi ai lấy khoác nhung chốt khoác nhung giùm em. Rồi ai lấy con này chốt mã số 2 giùm em nè. Khoác nhung luôn nha mấy chị. Mã số 2 55kg quay đầu nha. 55kg quay đầu rồi khoác nhung. Mã 2 giùm em. Mã 2. Mã 2 giùm em nha. Rồi ai lấy con này chốt mã số 3 giùm em nha. Chốt mã số 3. Ai lấy con này chốt mã số 3 giùm em ha. Chốt mã số 3. Rồi ai lấy con này chốt mã đen giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã đen giùm em. Mã đen. Mã đen xe ớt nha. Mã đen xe ớt đồng giá 50 nha. Mã đen xe ớt đồng giá 50. Rồi con này chốt mã đỏ giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã đỏ giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã đỏ giùm em. Mã đỏ có nón nha mấy chị. Mã đỏ có nón 55kg quay đầu. Ai lấy chốt mã đỏ. Ai lấy chốt mã đỏ giùm em nha. Rồi con này xem M giúp em ha. Xem M. Xem M 55kg quay đầu nha mấy chị. Đen 2. Đen 2 giùm em nha. Ai lấy chốt mã đen 2 giùm em. Rồi con này khoác len nha. Chốt mã len giùm em nha mấy chị. Chốt mã len giùm em luôn nha. Rồi ai lấy con này chốt mã len giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã len giùm em nha. Mã len. Mã len này 60kg quay đầu giùm em nha. Đồng giá cho mình nha mấy chị ơi. Đồng giá 50. Đồng giá 50 ha. Rồi con này vàng giùm em nè. Cái vải rất là mát nha mấy chị. Khoác này thì mình chỉ khoác nhẹ trong nhà. Rồi ai lấy con này chốt mã vàng giùm em nè. Cái này đẹp nè chị Mai ơi. Chị Mai lấy con này đi. 58kg quay đầu nha mấy chị. 58kg quay đầu. Cái vải rất là đẹp giùm em luôn nha. Ai lấy chốt mã vàng. Đồng giá 50 giùm em ha. Đồng giá 50. Đồng giá 50 con vàng đó em còn một con xanh nữa nha mấy chị. Vàng đó em còn một con xanh nữa. Rồi ai lấy xanh chốt mã xanh. Ai lấy vàng chốt mã vàng giùm em nha. 60kg quay đầu giùm em luôn. Xanh với vàng giùm em ha. Xanh với vàng. Ai lấy xanh chút xanh. Ai lấy vàng chút vàng giùm em nha.
là con này mã số 10 giùm em luôn nè. Cái vải rất là đẹp, rất là mát luôn nha mấy chị. Cái vải rất là đẹp, rất là mát giùm em luôn đó. Thôi để em lên bộ nha, lên bộ đi, bốn bộ à. Lấy cái bộ này em treo 5 bộ 100 nha, 5 bộ 100 đi. Em có nhiều màu lắm mấy chị, em có nhiều màu lắm nha. 5 bộ 100, 5 bộ 100 mọi người coi nha. 5 bộ 100 giùm em nha. 5 bộ 100 bò sữa hồng, bò sữa hồng. 5 bộ 100 kèm số điện thoại giùm em. Bò sữa hồng. Rồi. Bò sữa giùm em nha, bò sữa hồng. 5 bộ 100 nha. Em có nhiều màu lắm cho nên mọi người cứ lựa 5 màu, 5 bộ, 5 màu 5 bộ được nha mọi người. 5 màu 5 bộ giùm em nha. 5 bộ 100. 5 bộ 100 nha. Rồi ai lấy bộ này chốt bộ hồng giùm em nè. Ai lấy bộ này chốt bộ hồng giùm em. Bộ hồng này là quần đùi nha mấy chị. Bộ hồng là quần đùi giùm em 5 bộ 100. Rồi ai lấy bộ hồng chốt bộ hồng giùm em nha. Ai lấy bộ hồng chốt bộ hồng giùm em. Ai lấy bộ hồng chốt bộ hồng giùm em nha. 5 bộ 100 nha mấy chị ơi, 5 bộ 100. 5 bộ 100 giùm em nha. Rồi cái này tim xanh giùm em nha. Tim xanh. Ai lấy tim xanh chốt mã tim xanh. Tim xanh này là quần dài áo dài tay giùm em nha. KT lụa nha mấy chị. KT lụa giùm em nha. Rồi ai lấy con này chốt mã tim xanh. Tim xanh 5 bộ 100 giùm em nha. Dài ngắn đều đồng giá nha mấy chị. Rồi 5 bộ 100 giùm em. Quần dài áo dài tay 5 bộ 100 hả? 5 bộ 100 KT lụa giùm em nha mấy chị. Mấy gì dài giặt ra là vải nó sẽ mềm nha. Cho nên mấy chị đừng lo. Rồi 5 bộ 100 bình thường này em bán 1 bộ 50 nha mấy chị. Bình thường em bán 1 bộ 50. Mấy chị ơi trong live chấm cho em, mỗi người một chấm đi mấy chị. Tại vì cái nick của em nó bị ẩn comment đó mấy chị. Rồi 5 bộ 100 giùm em nha. Rồi bò sữa nâu. Bò sữa nâu giùm em nha. Ai lấy thì chốt bò sữa nâu giùm em 5 bộ 100 nha. Bò sữa nâu này quần dài áo dài tay nha mấy chị. Quần dài áo dài tay giùm em. Form này 58kg quay đầu nha. Form này 58kg quay đầu giùm em hả. 5 bộ 100. Ai lấy thì chốt mã. Bò sữa nâu giùm em nha. Bò sữa nâu chốt màu giùm em đi. 5 bộ 100. Đang này em còn có 3-4 bộ gì à mấy chị. Đang này em còn có 3-4 bộ gì à. Rồi ai lấy bộ đen chốt bộ đen nè. Ai lấy bộ đen chốt bộ đen giúp em nha. Ai lấy bộ đen chốt bộ đen giùm em nha. Ai lấy bộ đen chốt bộ đen giùm em luôn ha. Ai lấy bộ đen chốt bộ đen giùm em. Bộ sữa nâu rồi ok chị nha. Rồi cho Thúy Ngân một bộ nha. Nè cho Thúy Ngân vào ơi. Cho Thúy Ngân. Rồi ai lấy bộ ai lấy đen chốt đen giùm em nha. Đen này là quần đùi nha mấy chị. Đen là quần đùi giúp em. Rồi ai lấy đen chốt mã đen giùm em nha. Ai lấy đen thì chốt đen giùm em. Rồi bộ đỏ giùm em nè. Đỏ lì vai nha. KT lụa giùm em nha mấy chị. KT lụa giùm em cho nên cái vải nó sẽ mềm cho nên mấy chị đừng có lo hả. Rồi ai lấy bộ đỏ chốt bộ đỏ lì vai giúp em nè. Chốt bộ đỏ nha. Rồi 5 bộ 100 giúp em nè. 58kg quay đầu nha mấy chị. 58kg quay đầu. Nếu mà ai mà cao trên mét 6 thì ai mà cao trên mét 6 thì 60kg vẫn vừa nha mấy chị. Ai cao trên mét 6 thì 60kg vẫn vừa giùm em ha. Rồi quần dài giùm em luôn ha. Bộ đỏ. Ai lấy bộ đỏ chốt bộ đỏ giùm em nha. Ai lấy bộ đỏ chốt bộ đỏ giùm em. Ai lấy bộ đỏ chốt bộ đỏ giùm em. Thúy Ngân ơi cho em xin số điện thoại nha. Cho em xin số điện thoại. Thúy Ngân hình như là chị mua hồi trưa chị có cho em số điện thoại rồi đúng không chị. Rồi bộ nâu giùm em nè. Bộ nâu ai lấy nâu chốt mã nâu giùm em nha. Ai lấy mã nâu chốt mã nâu giùm em. Mã nâu giùm em ha. Rồi ai lấy mã nâu chốt mã nâu giùm em. Ai lấy mã nâu chốt mã nâu giùm em ha. Bò sữa trắng nha mấy chị ơi. Em đang sale 5 bộ 100 nha mọi người. Em đang sale 5 bộ 100 nha. Chưa em dạ. Vậy chị cho em xin số điện thoại nha chị gái. Chị cho em xin số điện thoại nha. Rồi bò sữa trắng giùm em nha. Bò sữa trắng tay ngắn nha mấy chị. Bò sữa trắng tay ngắn giùm em ha. Bò sữa trắng tay ngắn giùm em nha. Rồi bò sữa trắng. Ai lấy bò sữa trắng chốt bò sữa trắng giúp em nha. Ai lấy bò sữa trắng chốt bò sữa trắng giùm em ha. Em có bò sữa đỏ nữa nha mấy chị. Có bò sữa đỏ nữa nè. Có bò sữa đỏ nữa nha. Rồi ai lấy bò sữa đỏ. Bò sữa đỏ là tay ngắn giùm em nha. Bò sữa đỏ là tay ngắn giúp em. Bò sữa đỏ là tay ngắn giúp em luôn ha.
Một bộ là 35 nha mấy chị, 5 bộ em mới để cho mình là giá 100 nha. Một bộ là 35 giúp em nha. Một bộ là 35. Chị Thúy Ngân ơi, chị cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị. Cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn ha. Rồi bộ tím giúp em nè, ai lấy tím chốt mã tím giùm em nè. Ai lấy tím chốt mã tím giùm em nha mấy chị. Mã tím 5 bộ 100. Mã tím 5 bộ 100 giùm em nha. Bò sữa nâu cho chị Liên Hứa. Dạ ok chị nha. Em cảm ơn chị. Bò sữa nâu cho chị Liên Hứa nè. Rồi bò cái này mã tím giùm em nha mấy chị. Quần dài tay ngắn. Quần dài tay ngắn giùm em luôn nha. Quần dài tay ngắn giùm em luôn. Ai lấy bò, ai lấy tím thì chốt mã tím giùm em nha. Ai lấy tím chốt mã tím. Rồi xanh, xanh đùi. Đùi xanh giùm em nha mấy chị. Rồi ai lấy cái này chốt mã xanh giùm em nha. Xanh đùi 5 bộ 100. Xanh đùi 5 bộ 100. Rồi ai lấy mã xanh chốt mã xanh giùm em luôn nha. Chốt mã xanh giùm em luôn. Hình như là em lên đủ màu rồi đó mấy chị ơi. Em lên đủ màu rồi nha. Hình như còn có màu hai màu gì nữa thôi à. Rồi cái này xanh đỏ giúp em nha. Cái này cũng đùi luôn nha mấy chị. Xanh đỏ, comment mã xanh đỏ giúp em nha. Comment mã xanh đỏ giúp em nha. 5 bộ 100. Comment mã xanh đỏ giúp em ha. Comment mã xanh đỏ giúp em. Rồi vàng này em chỉ còn được có 3 bộ thôi mấy chị. Vàng mã vàng này em còn được có 3 bộ thôi à. 5 bộ 100 mọi người lựa màu giúp em nha. 5 bộ 100 mọi người lựa màu giúp em ha. Dài ngắn ngắn giống nhau nha. Áo khoác vàng xanh mã 6. Dạ rồi ok chị nha. Áo khoác vàng xanh. Dạ rồi ok chị Liên Hứa nha. À. Rồi ai lấy con này chốt mã vàng giùm em nha. Ai có đơn ngày mai em đi đơn hết rồi nha mọi người. Ai có đơn thì ngày mai em đi đơn ha mấy chị ơi. Một bộ cho em là 35 nha mọi người. 5 bộ em mới để cho mình 100 ngàn nha mấy chị. 4 bộ em cũng để là 35 ngàn một bộ nha. Mấy chị lựa đủ 5 bộ giúp em ha. Đó rồi ai lấy con này chốt mã vàng giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã vàng. Vàng là quần đùi nha mấy chị. Vàng là quần đùi giúp em nha. Vàng là quần đùi. Rồi em hết màu rồi mấy chị ơi. Em hết màu rồi nha. Em chỉ có bao nhiêu đó màu thôi. Nên là còn bò sữa hồng nữa. Em còn một màu bò sữa hồng nữa mấy chị muốn ha. Chỉ mã 6 thôi chị. Mã 6 cái nào ta em quên mất tiêu rồi. Mã 6 là cái nào em quên mất tiêu rồi chị. Chị ơi mã 6 Giờ đặt ghé lấy được không chị? Dạ được ạ. Dạ được nha. Dạ được. Chút xíu chị ghé ngang lấy. Tại vì em mà cũng mở cửa tối á. Rồi bò sữa hồng giùm em nha. Bò sữa hồng giùm em. Ai lấy bò sữa hồng chốt bò sữa hồng giùm em nè. Ai lấy bò sữa hồng chốt bò sữa hồng giùm em. Một bộ là 35 nha mấy chị. Một bộ là 35. Một bộ là 35 giúp em nha. Một bộ là 35 giùm em nha. Giờ làm cái gì vậy ta? À em đang xem mấy bộ này nè mấy chị ơi. Cái còn có mấy bộ mấy chị lấy hết giùm em luôn đi. Mấy chị lấy hết giùm em luôn đi. Ba bộ này em để cho mình 200 nha. Ba bộ này thì em để cho mình 200. Ba bộ em để cho mình 200. Cái này là màu đồng nha mấy chị. Màu đồng giúp em nha. Màu đồng. Rồi màu vàng giúp em nha. Cái này là giải satin nha mấy chị. Giải satin em sale cho mình 80.000 bộ luôn. Rồi bi vàng. Bi vàng giùm em nè. Phơm này 58kg vừa nha mọi người. 58kg. Một bộ là 80. Ba bộ em để cho mình 200 nha. Ba bộ em để cho mình 200.000. Rồi bi vàng. Ai lấy bi vàng chút bi vàng giùm em nha. Bi vàng, vàng với lại đồng nha. Ai lấy màu nào chốt màu đó. Ai lấy ba bộ em để cho mình 100 ha. Ai lấy ba bộ thì em để cho mình 100 nha mấy chị. Ngọc ơi bà lấy ba bộ này đi. Ba bộ này bật mát lắm đó Ngọc. Vải satin đó Ngọc ơi. Tôi đang sale á. Bà lấy hết ba bộ này đi tôi để cho bà 200. Em mới cầm lên. Mã 6. Cái khoác này hả chị? Khoác này hả chị? Khoác này phải không? Phải thôi ok giùm em nha. Mấy cái này cái giải khoác nó mịn lắm chị. Khoác nó nhẹ mà nó mịn lắm. Phải thôi ok giùm em nha chị ơi. Phải thôi ok giúp em ha. Đây bộ cái này cũng satin luôn nha. Nhưng mà cái này 65kg nó bận vừa nha mọi người. 65kg nó bận vừa. Rồi bộ vàng giùm em nha. Bộ vàng. Bộ vàng, bộ xanh 55-65kg nha mọi người. Còn này bộ sạp hồng thì 60kg quay đầu giùm em nha.
sập hầm thì 60kg quay đầu giúp em hả? Hả? À cái này con đi thì bà lấy mẹ kéo nha. Phương cái này ra xả luôn nha mọi người. Em Phương cái này ra xả luôn nha mọi người. Rồi áo trắng giùm em nè, ai lấy áo trắng chốt áo trắng 40. Áo trắng 40 giùm em nha. Áo trắng 40. Áo trắng 40 form phi size nha mọi người. Áo trắng 40 form phi size giùm em. Hàng này em hồi trước tới em gửi không kịp á. Rồi chân váy giùm em luôn nha. Chân váy 40 luôn nha mấy chị. Chân váy 40. Dạ rồi ok, em cảm ơn chị. Rồi chốt cái xanh này cho chị, cho chị Liên Hứa luôn. Chốt cái xanh này cho chị Liên Hứa luôn. Lát chị à chị ơi, chị comment lại cho em số điện thoại đi chị. Cái số điện thoại cũ bữa hỏi em không có gọi được cho chị á. Cái số điện thoại cũ bữa hỏi em không gọi được cho chị. Rồi chân váy giùm em nha. Chân váy co giãn giùm em nha mọi người. Chân váy rất là xinh luôn. Cái này cho em là 55kg quay đầu nha. Chân váy em để cho mình 40 luôn nha. Giá bán em bán 60 á hôm nay nha. Em để cho mình 40 thôi. Rồi ai lấy chân váy thì chốt chân váy giúp em nha. Chân váy. Rồi cái đầm 80. Cái đầm 80 mà em sale cho cái này phải đầm không ta? Ồ. Rồi đầm công chúa giùm em luôn nha. Đầm công chúa. Em để cho mình 60 thôi. Đầm công chúa em để cho mình 60 thôi nha mấy chị. Rồi ai lấy đầm công chúa chốt đầm công chúa giùm em nha. Ai lấy đầm công chúa chốt đầm công chúa giùm em. Đầm công chúa size S nha. Đầm công chúa size S. 48kg quay đầu giùm em nha. 48kg quay đầu giùm em. Ai lấy đầm công chúa chốt đầm công chúa giùm em nha. 48-50kg quay đầu thôi nha mấy chị. 48-50kg quay đầu thôi. Rồi chân váy đen. Chân váy đen giùm em luôn. Ai lấy chân váy chốt chân váy giùm em. Chân váy co giãn nha mấy chị. Cái này nha, cái dạng xòe mấy chị. Rồi ai lấy chốt mã đen giùm em nha. Ai lấy chốt mã đen giùm em. Ai lấy chốt mã đen. Cái gì? Dạ. Em để cho mình 40 hết đó mấy chị. Em để cho cái nào cũng 40 hết nha. Cái này còn tem luôn nha mấy chị. Cái này còn tem luôn giùm em mà. Cái này chắc cơ. Cái này zoom nha. Cái này zoom. Zoom giùm em nha. Zoom hoa. Ai lấy zoom hoa chốt zoom hoa giùm em nha. Zoom hoa 50kg quay đầu nha mấy chị. Zoom hoa 50kg quay đầu. Em để cho mình 50 nha. Em để cho mình 50. Ai lấy zoom hoa chốt zoom hoa giùm em nha. Ai lấy zoom hoa chốt zoom hoa giùm em. Ai lấy zoom hoa thì chốt zoom hoa giùm em nha. Rồi một con body len nha mấy chị. Một con body len giùm em nè. Mà con body len giúp em nha. Rồi ai lấy body len. Cái này dạng xè mọi người ơi. Em nhầm xin lỗi mọi người. Dạng xè giùm em nha. Cái này 55kg quay đầu giùm em nha. 55kg quay đầu. Còn tem mạc luôn nha mấy chị. Còn tem mạc giùm em luôn. Em để cho mình nè. Em để cho cái len đen này em để cho mình 50 nha. Mấy cái đầm này em để đầm nhái cho mình 50. Em nói thật luôn mấy cái này mà mấy chị không mua tiếc lắm luôn á. Tại vì alo em chào em. Rồi mã xanh giùm em nè. Xanh này dạng thuộc dạng phom suông nha mấy chị. Xanh này là dạng phom suông giùm em hả. Xanh này dạng phom suông giùm em nha. Rồi 60kg quay đầu giùm em. Ai lấy chút mã xanh nè. Ai lấy chút mã xanh giùm em nha. Dạng phom suông nha mấy chị. Dạng phom suông giúp em hả. Ai lấy chút mã xanh. Đồng giá cho mình 50 luôn nha mấy chị. Đồng giá cho mình 50 luôn. Mấy cái này xinh thiệt luôn á mấy chị. Cái này không phải là khách bơm đâu mấy chị, mà kiểu như hồi Tết em giao hàng không có kịp á, cho nên là em delay lại. Nhưng bây giờ em mở ra em sale á. Mẫu là sao hỏi gì kìa. Dùm đó em sợ chị bạn không vừa á chị. Dùm đó sale ớt rồi chị ơi. Dạ em 50 luôn á. Em sale 50 luôn á chị. Mấy cái này là còn tem hết á chị. Mấy cái này là còn tem hết luôn á. Đó rồi ai lấy con này à. Ai lấy con này chốt mã dây giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã dây giùm em ha. Mã dây.
Mã dây này sale hết cho em luôn nha, 50kg quay đầu. 50kg quay đầu giùm em ha. Con lấy cho mẹ một ít đấy thì dạ một ít đầm mấy phía bên này nè. Đầm dài dài á hả? Đúng rồi. Rồi ai lấy con này chốt hoa nhí giùm em nè. Ai lấy con này chốt hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí xay ớt luôn nha mấy chị, 50kg quay đầu. Ai lấy hoa nhí chốt hoa nhí giùm em. Hoa nhí giùm em nha, mấy cái này là còn tem hết luôn á mấy chị. Còn tem hết luôn á, em xem cái này cho mình 50 hết luôn á mấy chị. Tắt like lẻ không để giá này cho mình nha mấy chị. Tắt like là em bán đồng giá 80 à. Em để đồng giá cho mình 80. Trời cái này đẹp quá trời luôn á chị Mai. Cái này đẹp quá chừng luôn. Ừ, con để nha. Ờ con để ra cho mẹ. Để ra xem có. Còn có cái dây thuốc ở đâu nhỉ? Rồi con này hoa nhí giúp em nè mấy chị. Hoa nhí xay ớt. Xay ớt 50kg quay đầu nha. 50kg quay đầu. À lấy con này chốt hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí con này xinh quá chị Mai, mẹ em không biết chị Mai bận dừa không nữa. Rồi à lấy con hoa nhí chốt hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí. Eo 72 chị Mai bận dừa không ta? Cái hoa nhí này đẹp lắm luôn á chị. Cái hoa nhí này đẹp lắm luôn á chị. Rồi ai lấy hoa nhí chốt hoa nhí giùm em nha. Rồi. Rồi ai lấy cái này à? Thôi để em thua luôn cái bọc này luôn nha mấy chị ha. Em thua cái bọc này luôn nha. Dạ tại em không gửi kịp á chị, tết người ta nghỉ á xong rồi gửi hàng không có kịp á. Rồi ai lấy con này chốt mã trắng giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã trắng xay ớt giùm em nha. Mã trắng xay ớt. Cái trắng này đẹp lắm luôn á mấy chị. Cái trắng này đẹp lắm luôn á. Mà hồi trước em bán 100.000, hôm nay em để lại cái trắng này cho mình 70 nha. Trắng 70 giùm em nha. Trắng 70. Ai lấy trắng đó em để cho mình 70 nha. Rồi bộ giùm em. Trời ơi bộ này thôi mà em khách kiếm quá trời luôn. Giờ còn sót đây một bộ nè mấy chị ơi. Rồi bộ xanh giùm em nha. Giải phi bóng giùm em nha mấy chị. Giải phi bóng bán giá 75, hôm nay em sale cho mình luôn nha. Bộ xanh này 35 nha mấy chị. Bộ xanh 35. Bộ xanh 35 giùm em nha. Bộ xanh 35, ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh giùm em nha. Ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh giùm em nha. Ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh giùm em. Ủa có gì đây. Ai lấy bộ xanh chốt bộ xanh giùm em nha. Áo kim sa. Áo kim sa giùm em nha. 50kg quay đầu áo kim sa. 50kg quay đầu chốt áo kim sa. Áo kim sa giùm em nha. Áo len giùm em nha mấy chị. Áo len. Áo len giùm em nha. Ai lấy chốt áo len giùm em. Áo len. Áo len này cho em 50kg quay đầu nha. Áo len 50kg quay đầu giùm em ha. Chờ một cái đầm còn tem nữa. Rồi ai lấy con này chốt mã dây giùm em nè. Chốt mã dây con này xay ớt luôn nha mấy chị. Con này xay ớt giúp em luôn ha. Rồi ai lấy con này chốt mã dây giùm em. Mã dây. Mã dây 50. Mã dây em sale cho mình 50 nha. Mã dây em sale cho mình 50. Một cái nhung nha mấy chị. Con này mã nhung. Con này nhung giúp em ha. Ai lấy nhung chốt mã nhung giùm em nha. Con này cho em 55kg quay đầu nha. 55kg quay đầu chốt mã nhung giùm em nha. Chốt mã nhung, ai lấy nhung chốt mã nhung giùm em ha. Chốt mã nhung giùm em. Cái này áo dài. Ủa mấy cái hàm ren này đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng bên em là hàng si thùng quá, nhưng mà mấy cái này là hàng si vẫn còn tem nha mấy chị. Hàng si vẫn còn tem luôn. Đó rồi ai lấy con này chị Mai, cái này đẹp nè chị Mai. Ren trắng giùm em nha. Ren trắng 80 nha mấy chị. Ren trắng 80. Ai lấy ren trắng chốt ren trắng 80 giùm em nha. Ren trắng 80. Ren trắng 80 giùm em hả. Rồi chốt mã xòe giùm em nè. Mã xòe xay ớt nha. Mã xòe xay ớt.
váy mã xè size S nha. Váy, váy 40 nha mấy chị. Váy 40 giùm em nha. Rồi con này chốt váy 2 giùm em nha. Váy 2 40 luôn nha. Váy 2 40. Váy 3 40 luôn nha mấy chị, size S hết mấy chị ơi. Quen cái túi đồ này là size S hết luôn mấy chị. Rồi váy 3 giùm em nè. Váy 3 40 size S hết cho em nha mấy chị gái ơi. Cái chân váy này xinh lắm mấy chị. Rồi, ai lấy con này chốt chân váy hoa giùm em nha. Chân váy hoa 40, chân váy hoa 40 giùm em ha. Chân váy hoa 40 55 kg quay đầu nha. À. Cái bộ xanh hồi nãy em còn một bộ màu đồng nữa nè mấy chị. Ai lấy thì chốt mã giùm em luôn nha, chốt mã đồng giùm em luôn nha. Bộ 35. Bộ 35 giùm em nha. Rồi ai lấy chốt mã đồng giùm em nha. Ai lấy chốt mã đồng giùm em. Hello em gái quê. Rồi cái này áo dài nha mấy chị ơi. Cái này áo dài giùm em nha. Ai lấy áo dài chốt áo dài giùm em nha. Ai lấy áo dài chốt áo dài giùm em. Ai lấy áo dài chốt áo dài. Áo dài đồng giá 80 nha. Áo dài bên em có nhiều vô, hôm nay em không có like áo dài á mấy chị. Hôm nay em không có like áo dài. Áo dài gì 80 giùm em luôn nha. Ai lấy cái này thì 80 giúp em nha. Ai lấy con này chốt giá 80 giùm em. Size này là size S nha mấy chị. Áo dài này 50 kg quay đầu nha. Áo dài này 50 kg quay đầu giùm em nha. Áo dài 50 kg quay đầu. Áo dài 50 kg quay đầu giá 80 giùm em nha. Ai lấy áo dài chốt áo dài giùm em nha. Ai lấy áo dài chốt áo dài giùm em. Móc áo dài này lên giùm mẹ giùm. Ai lấy áo dài chốt áo dài giùm em ha. Ai lấy áo dài chốt áo dài. Rồi một con maxi dây nha. Maxi dây giùm em nha. Rồi ai lấy maxi chốt maxi giùm em nha. Ai lấy con maxi này chốt maxi giùm em. Ai lấy maxi chốt maxi. Mấy cái này em để cho mình đồng giá 80 hết nha mấy chị. Maxi này em để đồng giá cho mình 80 nha. Ai lấy maxi chốt maxi giùm em nè. Maxi dây. Maxi này là xe ớt nha mấy chị. Maxi này xe ớt giùm em. Maxi dây giùm em nha mấy chị. Mấy chị có nhìn thấy rõ không? Mấy chị có nghe em nói rõ không? Cái này là có mút ngực giùm em luôn nha mấy chị gái. Cái này có mút ngực giùm em luôn ha. Rồi ai lấy con này chốt maxi dây giùm em nè, xe ớt giùm em nha. Cái này xe ớt giúp em ha. Xe ớt. Rồi chốt mã vàng giùm em nè. Vàng. Ở phía sau có đan dây nha mấy chị. Ở phía sau có đan dây giùm em nha. Ở phía sau là mình có đan dây. Rồi ai lấy con này chốt mã vàng giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã vàng giùm em. Mã vàng này cho em 55 kg nha. Mã vàng 55 kg quay đầu nha. Rồi hoa nhí đỏ. Hoa nhí đỏ. Hoa nhí đỏ 55 kg quay đầu nha. Có mút ngực nha mấy chị. Có mút ngực giùm em ha. Hoa nhí đỏ có mút ngực giùm em nha. 55 kg quay đầu nha. Đồng giá 80. Đồng giá 80 nha mọi người. Đồng giá 80. Rồi con này chốt mã lá giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã lá giùm em. Ai lấy con này chốt mã lá. Ai lấy con này chốt mã lá giùm em. Lá là size S nha mấy chị. Lá là size S giùm em nha. Lá size S giùm em. Rồi một con đầm loan ha. Một con đầm loan giùm em. Giờ lấy cho mẹ đi giờ. Một con đầm loan nha. Loan này cho em 52-53 kg vừa nha. Một con loan. Loan 52-53 kg vừa. Có mút ngực dày dặn luôn nha mấy chị. 52-53 kg vừa ha. Rồi ai lấy con này chốt mã số 3 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã số 3 giùm em. Đây, vải rất là đẹp nha mấy chị. Rồi ai lấy con này chốt mã số 3 giùm em nha. Hàng vẫn còn tem nha mấy chị. Hàng xe nhưng vẫn còn tem ha. Rồi ai lấy chốt mã số 3. Ai lấy chốt mã số 3 giùm em nha. Bi vàng. Ai lấy bi vàng chốt bi vàng giùm em nha. Bi vàng này có dúng nha mấy chị. Bi vàng. Ai lấy bi vàng chốt bi vàng giùm em nha. Bi vàng 55 kg vừa nha mấy chị. Bi vàng 55 kg vừa. Đồng giá cho em nha. Đồng giá. Đồng giá 80 giùm em ha. Đồng giá 80. Rồi ai lấy con này chốt mã số 10 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã số 10 giùm em. Ai lấy con này chốt mã số 10 giùm em nha. Em bạn Dương rất là xinh nha mấy chị.
Cái này nó bo eo vô nhìn đẹp lắm. Cái này mình đi biển là cực kỳ luôn nha mấy chị. Ra lấy con này thì chốt mã số 10 giùm em nha. Chốt mã số 10. Cái này áo này có trống lưng nha mấy chị. Chốt mã 17 giùm em nha. Chốt mã 17. Chốt mã 17 giùm em ha. À lấy con này chốt mã 17 giùm em. Mã 17 này cho em 50kg quay đầu nha. Mã 17. Mã 17 50kg quay đầu nha. Mã 17 50kg quay đầu giùm em ha. Mã 17 50kg quay đầu giùm em nha. Con này là zoom nha mấy chị. Zoom. À lấy con này chốt mã zoom giùm em nha. À lấy con này chốt mã zoom giùm em nha. À lấy con này chốt mã zoom giùm em nha mấy chị gái ơi. Zoom này cho em xe hết nha. Cho em zoom này xe hết giùm em 50kg quay đầu nha. 50kg quay đầu. Rồi ai lấy hôm nay chốt mã 34 giùm em nè. 34. Mã 34 này cho em 50kg quay đầu nha. Mã 34 50kg quay đầu ha. Rồi maxi giùm em nha. Maxi hoa. Maxi hoa 50kg quay đầu giùm em luôn nha. 52kg, 50, 52kg mấy chị. 50, 52kg giùm em maxi hoa. Maxi hoa giùm em nha. Maxi hoa. Rồi đỏ dây. Chốt mã đỏ dây giùm em nha. Hello Thùy Linh nha. Rồi chốt đỏ dây giùm em nha. Đỏ dây. Đỏ dây này không có bút ngực nha mấy chị. Đỏ dây. Đỏ dây 52kg quay đầu nha. Đỏ dây 52kg quay đầu. Đỏ dây 52kg quay đầu. Rồi ai lấy con này chốt mã hoa giùm em nha. Hoa xanh nha mấy chị. Ai lấy con này chốt mã hoa xanh giùm em. Hoa xanh. Bên em đang đồng giá. Đồng giá cho mình 80 nha. Hoa xanh này cho em 55kg nha mấy chị. Hoa xanh 55kg quay đầu. Bên em lấy bệnh. Lấy cái khác qua bây giờ. Rồi hoa vàng giùm em nha. Hoa vàng. Hoa vàng giùm em nha. Hoa vàng này cho em 55kg nha. Hoa vàng 55kg nha mấy chị. Hoa vàng 55kg. Hoa vàng 55kg. Rồi con này thổ cẩm nha. Thổ cẩm cổ rắp chéo giùm em nha. Thổ cẩm cổ rắp chéo cho em hả. Thổ cẩm cổ rắp chéo nha mấy chị ạ. Thổ cẩm cổ rắp chéo giùm em. Thổ cẩm. Thổ cẩm 55kg nha. Thổ cẩm 55kg. Thổ cẩm 55kg. Ở bển ăn rồi hả gì? Không có mẹ đâu. À chút xíu nữa. Rồi ai lấy con này thì chốt qua. Ai lấy con này chốt mã giùm em đi. Ai lấy con này chốt mã giùm em. Mã 28 nha mấy chị. Mã 28 giùm em nha 50kg. Mã 28 50kg giùm em. Mã 28 50kg nha. Rồi ai lấy con này chốt mã 97 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã 97 giùm em. Dây xè nha mấy chị. Mã 97 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã 97 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã 97 giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã 97 giùm em nha. Chốt mã bớm giùm em nha. A lấy con này chốt mã bớm giùm em. A lấy con này chốt mã bớm giùm em. Mã bớm nha mấy chị ơi. A lấy chốt mã bớm giùm em nha. Mấy chị, mấy chị. Hello em. Hôm nay đi làm gì sớm vậy Xô Xô Nguyễn? Bác kể hôm nay em đi làm về sớm vậy. Rồi a lấy con này chốt mã dây giùm em nha mấy chị. A lấy con này chốt mã dây giùm em. Dây này xe hết thôi nha mấy chị. Ở phía sau có dây tăng đưa giùm em nha. Ở phía sau là có dây tăng đưa, có dây chuông giùm em ha. Có mướp ngực luôn nha mấy chị gái. Có mướp ngực giùm em luôn ha. Rồi xe hết giùm em nha. Hello chị Quang Trần. Dạ, tại hồi Tết á em bị tai nạn xe cho nên là em nghỉ luôn, hôm nay em mới like lại á chị.
Rồi ai lấy con này thì chốt mã xanh giùm em nè. Xanh này có tay rớt giùm em nha. Maxi có tay rớt giùm em nè. Cái này vải rất là đẹp. Chị Mai ơi, chị Mai ơi, chị còn không lấy không, lấy cái này đi chị Mai. Cái màu xanh này rất là đẹp luôn nha mấy chị. À rồi ai lấy con này thì chốt mã xanh giùm em nha. Ai lấy con này chốt mã xanh giùm em. Ai lấy con này chốt mã xanh giùm em hả? À còn cũng bị trầy tùm lum tùm la hết à. À nhưng mà bây giờ đỡ rồi, hết rồi mọi người. Cảm ơn em nha, cảm ơn em. Rồi ai lấy con này chốt mã đỏ nha. Ai lấy con này chốt mã đỏ giùm em ha. Ai lấy con này chốt mã đỏ, bi đỏ giùm em nha, bi đỏ. Bi đỏ giùm em, bi đỏ này cho em 55kg nha. Bi đỏ 55kg. Hôm nay đỡ rồi. Hôm nay khỏi rồi cho nên bắt đầu lai lại nha. Và con này dán phơm suông giùm em nha mấy chị. Dạng phơm suông giùm em nè. À, cái này là phía trước giùm em nha. Đó rồi, ai lấy con này thì chốt mã suông giùm em đi. Ai lấy con này chốt mã suông giùm em. Mã suông. Rồi cái xanh cho chị Mai. Xanh cho chị Mai, chị Ngọc Mai. Rồi, hoa nhí đen giùm em nha. Hoa nhí đen. Hoa nhí đen giùm em nha. Hoa nhí đen này xe ớt nha mọi người. Hoa nhí đen này là xe ớt giúp em nha. Hoa nhí đen là xe ớt. Có ba bộ này à. À chị Quang Trần ơi, em có ba bộ này em đang sale 200 là chị lấy ba bộ này không? Tại vì ba bộ này em còn có ba, cái này chỉ còn có ba bộ thôi à. Thẩm thẩm cho em nhớ rồi, chị có hỏi mấy cái bộ á. Đây ba bộ 200 nha, một bộ là 80. Cái này là bi vàng giải satin nha chị. Có túi đồ đầy đủ hết ha. Rồi ai lấy con này chốt bi vàng một bộ 80, ba bộ này thì em để cho mình 200 nha. Ba bộ này thì em để cho mình 200. Giải là giải satin cực kỳ mát nha mấy chị. Giải satin cực kỳ mát cho em ha. Quần là quần đùi nha. Quần là quần đùi. Đầm em mặc dễ thương quá chị thích. Dạ mà cái đầm của em bận nhỏ lắm vậy. Cái đầm của em bận nhỏ lắm. Ai bạn xây ớt á, ai bạn xây ớt thì mặc vừa cái đầm em đang mặc nha. Em cũng bán đầm giá 80 luôn á. Đầm này là đầm bán. Đầm bán em lấy mặt like á. Rồi ai lấy con này chốt mã dây giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã dây. Vàng dây ha. Ai chốt mã 87 giùm em nha. Chốt mã 87 giùm em nha. Chốt mã 87 giùm em. Con này cho em 50kg vừa nha. Vàng mã 87 này cho em 50kg vừa. Thường á chị, mấy cái đầm á, mấy cái đầm mà sao nhỏ nhỏ, nó có nhiều kiểu dáng xinh lắm. Cái em đang bận là zoom nha mọi người. Cái em đang bận là zoom nha, chứ không phải là đầm. Thì đầm nhưng mà nó có cái quần lót ở phía trong ha. Nó có cái quần ở phía trong á, cho nên bận thoải mái lắm mấy chị. Giải bận cũng dễ chịu nữa. Đó rồi, à, đó là chốt mã đen giùm em nè. À đó là chốt mã đen, cái này có hở lưng nha mấy chị. Có hở lưng giùm em ha. Đó. Con này cho em 50kg nha. Vừa. Đó rồi, lấy con này chốt mã đen giùm em nha. Chốt mã đen. À lấy con này chốt mã đen giùm em nha. Rồi một con toàn tem mạc luôn nha. Rồi ai lấy con này chốt mã giùm em nha mấy chị. Ai lấy con này chốt mã giùm em, mã 60 con mới kẹp gỡ kẹp với đi con. Rồi chốt mã 60 giùm em nha. Con này chốt mã 60 giùm em xay ớt. Chốt mã 60 xay ớt nha mấy chị. Chốt mã 60 xay ớt giùm em. Chốt mã 60 xay ớt. Rồi một con thổ cẩm nha. Một con thổ cẩm. Thổ cẩm này cho em 58kg nha. Thổ cẩm này cho em 58kg. Có dây tăng đưa ở phía sau nha mọi người. Có dây tăng đưa ở phía sau. Đó rồi ai lấy con này thì chốt thổ cẩm nha. Em này em cao 1m6 nha mọi người. Em cao 1m6 cho nên cái đầm nó hơi dài. Em đi em không có mang guốc á. Đó rồi ai lấy con này chốt thổ cẩm giùm em nha. Thổ cẩm. Ai lấy thổ cẩm thì chốt thổ cẩm giùm em nha. Ai lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm giúp em. Rồi bi đen. Bi đen giùm em nha. Ai lấy bi đen chốt bi đen giùm em. Hello Thảo Nguyên. Rồi ai lấy bi đen chốt bi đen giùm em nha. Ai lấy bi đen chốt bi đen. Ở phía sau bi đen là cột nơ nha mọi người. Cột nơ hở lưng giúp em ha. Cột nơ hở lưng nha. Rồi đen hoa giùm em nha. Ai lấy đen hoa chốt đen hoa giùm em nha. Đen hoa này cho em 58kg nha mọi người. Đen hoa 58kg đồng giá 80k nha. Đồng giá 80k giùm em chốt đen hoa. Chốt đen hoa giùm em nha.
mã 50 giùm em nè. Ai lấy con này chốt mã 50 giùm em, bảo phía sau là có thun, có thun dúng nha mọi người. Là ở phía trước giùm em có cục nơ hả? Rồi ai lấy con này thì chốt mã 50 giùm em nha. Chốt mã 50. Chốt mã 50 giùm em nha. Rồi con này chốt mã cam giùm em, maxi cam. Maxi cam giùm em nha. Rồi ai lấy chốt maxi. Maxi cam giùm em, maxi cam này cho em 55 kg nha. Maxi cam 55 kg giùm em nha. Maxi cam 55 kg. Cái này có tay rớt nha mấy chị. Rồi chốt mã 60 giùm em nha. Chốt mã 60. Đang dây chéo ở phía sau hông, sau lưng nha mọi người. Đang dây chéo ở phía sau lưng có tay rớt ha. Đây. Rồi. Có mút ngực giùm em luôn nha. Cái này dạng phong thiên xây nha, 60 kg dạng bận dừa nha. Cái này cho em 50 kg tới 60 kg nha mọi người. 50 kg tới 60 kg giùm em, chốt mã 60 giùm em ha. Chốt mã 60 giùm em nha mấy chị ơi.